A Di Đà Phật xin kính chào tất cả đại chúng. Mọi người được khỏe không? Dạ, xin cảm ơn thầy cũng khỏe luôn. A Di Đà Phật. Mô Vu Lan báo hiếu, quý vị làm được điều gì không? Đó là câu hỏi quan trọng á. Đó là câu hỏi quan trọng á, chứ không phải câu hỏi bình thường. Quý vị ngồi với tâm thanh tịnh, với tâm an lạc, với cái tâm mà hoàn toàn hướng về Phật Pháp để mà tu tập, đó cũng là hình thức báo hiếu. Bởi vì trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu, Đức Phật dạy rằng là cho dù vai trái cõng cha, vai phải mang mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi, vẫn không bảo đáp được thâm ân cha mẹ. Quan niệm cái chữ hiếu của người phương Đông và quan niệm chữ hiếu của Nho giáo nó khác với Phật giáo. Quý vị chắc có đọc về Nhị Thập Tự Hiếu, 24 câu chuyện hiếu của Tàu đúng không? Có đọc chứ? Có nghe không? Nếu mà đọc được 24 câu chuyện hiếu đó thì phải nói rằng trên đời này có những gương hiếu mà thậm chí mình cũng không dễ để làm được. Tỷ dụ câu chuyện hiếu thứ 22, 23 gì đó là câu chuyện của một vị mà xin lỗi là họ niệm phấn của người cha mà họ vẫn làm được. Vì nghe rằng cái tên thì cái vị đó thầy quên rồi, nhưng mà trong câu chuyện kể rằng là vì nghe rằng người cha, người thầy thuộc cho biết rằng là người cha bị bệnh và có thể biết được, nếu biết được người cha họ lành hay không là phải nếm thử cái phấn của người cha. Thế đó mà vì chữ hiểu cho cha uống thuốc đâu này nọ, cuối cùng là vì chữ hiểu cho nên là lấy cái phấn đó nếm thử. Là quý vị biết rằng là cái hiểu của người con đến cỡ như thế nào rồi. Cái nhớ nhớp nhất, cái mà ai cũng sợ hết, thế đó mà người con vẫn làm. Nhưng với Phật giáo, cái đó không phải là báo hiếu thật sự. Ngài Liên Trì Đại Sư Ngẫu Ích Trí Húc thế kỷ thứ 16 đã chia chữ hiếu ra thành 3 loại: tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu. Đó. Đại khái thầy nói sơ qua cho quý vị, bởi vì sẵn dịp đây thầy nói để cho quý vị biết được rằng cái tư tưởng chữ hiếu của Phật giáo nó kinh khủng lắm. Nó vĩ đại và cao siêu hơn bất cứ những tư tưởng khác. Tư tưởng hiểu của ngoài đời á, giống như Nhị Thập Tự Hiếu là để chi? Để cúng phụng và nuôi dưỡng cái nhục thân này này. Mà cúng phụng nuôi dưỡng cái nhục thân này á, là chỉ một đời thôi đúng không? Mà cho dù có cúng phụng nuôi dưỡng cha mẹ cho tới thậm chí lo thuộc men, lo đủ thứ. Tiểu hiểu nói như thế này. Tiểu hiểu là những cái người mà cúng phụng cha mẹ tất cả những thức ăn, vật uống vân vân này nọ, không bao giờ làm cho cha mẹ thiếu thốn. Cái đó chỉ mới là tiểu hiểu thôi, hiểu nhỏ thôi. Lâu nay mình nghe đại hiểu một kiện liên, bây giờ quý vị phải hiểu chữ đại hiểu là cái gì. Đúng thôi, đúng lỡ người ta hỏi đại hiểu. Đại hiểu là hiểu lớn, không phải. Trắc lắc. Phải hiểu đại hiểu là cái gì. Và chúng ta đang ở đại hiểu là tiểu hiểu. Có hiểu không? Và chúng ta phải có một thái độ như thế nào với chữ hiểu. Đó là cái điều chúng ta phải học. Cái thứ hai, người cố gắng học bằng hết tất cả, học hành nỗ lực bằng hết tất cả để làm rạng danh tổ tông, để làm cho ông bà tổ tiên, cha mẹ, bà con lối xóm vui mừng. Đó chỉ mới là trung hiểu thôi. Ghê không? Quý vị ghê, thấy ghê chứ? Hiện hách gia phong vân vân này nọ chỉ mới trung hiểu thôi. Nhưng đại hiểu là cái gì? Kính Báo Ân nói rất rõ này.
Ta dù vai phải cộng ta vai trái mang mẹ, cắt da đến xương nghiền xương thấu tùy máu đổ thịt rơi vẫn không bảo đảm được thấm ơn cha mẹ. Cho đến tầng cùng là đổ, lấy cái thân này đốt đi làm đen cũng dương chứ Phật cũng không thể nào bảo đảm được thấm ơn cha mẹ. Rồi thì mình làm chuyện chi để bảo hiểu đấy? Làm chuyện chi để bảo hiểu? Đó. Quý vị thấy. Cho nên trong kinh nói rất rõ. Thứ nhất là nếu nói về kinh đó là viết chép đọc tụng trì tụng cái kinh này. Thứ hai nữa là phải khuyên nhủ cha mẹ để thực hành chánh pháp, việc tu tập, việc quy y nếu cha mẹ còn sống. Thứ ba nữa, cái quan trọng là từ chính bản thân mình đó này, phải biết tu tập, phải biết trì giới đó và tu đúng chánh pháp thì đó mới là bảo hiểu thật sự. Quý vị thấy không? Cái việc đó đôi khi nghe ra thường nhưng không dễ làm, có hiểu không? Không dễ làm đâu. Cho nên cái chuyện mà quý vị ngồi để học đó này, hãy nhớ cho thầy đó là bảo hiểu đó, đó không phải chuyện thương đâu. Dùng tất cả những công đức và năng lượng đó để hồi hướng cho cha mẹ mình thì kính thưa quý vị, đó là bảo hiểu thật sự đó. Cái đó được gọi là đại hiểu. Cho nên cái vị Bồ Tát mà có một cái công năng rất là lớn, vì đó người ta hay gọi là đại hiểu một kiên liên. Hồi mới đầu á, là ngài kể câu chuyện của vị thế ông đi xuống ở dưới địa ngục để đút cơm cho mẹ, có thấy không? Đó. Nhưng mà đút có được đâu. Đó là cung phụng cái nhục thân thôi. Nếu nói bình thường là cung phụng nhục thân thôi. Nhưng mà lòng mẹ thấy, có thể diễn tả một cách rất rõ là khi mẹ thấy bát cơm trời đói quá và ấy quá, cho nên tham lam nó nổi lên, cái là cơm nó bốc lửa liền, đúng không? Bốc lửa liền, chạy thanh thang lửa liền, cơm chưa đưa vào đến miệng bốc chảy lửa liền. Cho nên cho dù quý vị có cung phụng cái nhục thân này đi nữa mà không chăm lo cái gọi là cái tâm linh cho cha mẹ thì chỉ một đời này thôi, cha mẹ cho dù có sướng cái nhục thân nhưng mà rồi cuối cùng khi chết đi sẽ bị đọa đây, đúng không? Và cung phụng cái nhục thân để mà vinh thân phi gia, để mà ăn uống với chúng sung sướng, để rồi chi tăng trưởng cái tham cái sân cái si, đúng không? Thì đó đâu phải là gọi là đại hiểu đâu. Đó. Cho nên bên cạnh cái chuyện đó mình phải cái quan trọng làm sao phải khuyến nhủ cha mẹ bằng mọi giá, trước hết là phải tự mình tu tập, tự mình chuyển hóa cái đó. Mình tu tập, mình chuyển hóa, mình đi khuyên cha mẹ sao? Không. Mình có tiền lấy chi để đi bổ thí cũng với người ta, phải không ạ? Mình phải có cái của mình, cho nên phải tự mình tu tập. Thì lúc đó khi mà mình chơi thưa chuyển hóa cha mẹ chứ. Cha mẹ thấy con đi tu nhiều khi không thích, hoặc là nhiều khi là thậm chí rằng là có như con để ý chăm do có thực là hàng tú kiểu như thế nào nữa, chắc phải không đâu. Thầy nói thật á, thậm chí về mình nói mẹ ơi mẹ ăn chay niệm Phật đi, chưa chắc đã tín đâu. Mặc dù cha mẹ biết rõ rằng cái chuyện ăn chay niệm Phật là đúng đó, là hay đó, nhưng mà chưa chắc ăn thua mình. Cái việc tu, việc ăn chay niệm Phật của mình như thế nào, cái chuyện hóa của mình trong quá trình mình tu tập nó như thế nào, chính cái đó nó ảnh hưởng rất lớn đến người mẹ, đến cha mẹ, đến những đứa con của mình. Đó là cái vô cùng quan trọng. Và đó mới là nghĩa cử bảo hiểu. Cho nên tư tưởng của Phật giáo, cái hiểu là chi? Để giúp cho cái tâm linh người đó được giải thoát, chứ không phải để cho nhục thân người đó được giải thoát. Quý vị nhớ giúp cho thầy. Bởi vì nhục thân chỉ một đời thôi, xong đời này là xong. Thì thôi, kính thưa quý vị, sẵn dịp hôm nay, nhân dịp gọi là mùa bảo hiểu, thầy xin góp vài lời đó đến với quý vị, để quý vị biết được rằng từ nay trở đi mình nên làm điều gì, mình nên cố gắng như thế nào. Cái chuyện bảo hiểu nghe ra thì nó đơn giản, nhưng mà khó lắm. Thầy nói thật với quý vị rằng là cái bản kinh mà bảo ứng cha mẹ, một cái bản kinh đọc là cứ phải khóc hoài. Khi nhìn thấy Đức Thế Tôn mà ngài đi lầy cái đống xương khô là quý vị hiểu rồi đó. Nó là cái gì? Một đấng vĩ đại lắm quý vị ạ. Nếu có dịp thầy sẽ nói chuyện về cái bản kinh này. Nhưng mà thôi, hôm nay thì thầy cũng muốn nói đến về sợ mất thời giờ đến quý vị. Nhưng ít nhất thầy cũng xin giới thiệu một vài điều như vậy để quý vị hiểu rõ rằng cái ý nghĩa quan trọng của chữ hiểu của Phật giáo là như thế nào. Nó quan trọng lắm. Và quý vị phải thực hành cho đúng.
để trở thành mình là cái người đã hiểu. Còn tất cả những cái gì mang tính thế gian không quan trọng, không ăn thua. Đó. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ xin tiếp tục đến cái phần mà một phần mà thầy muốn giới thiệu đến với quý vị một cái nhân vật, đó là Hoàng đế Thuần Trị. Mà đọc cái bài thơ gọi là bài thơ mà ông để lại, đó là cái bài thơ gọi là Thuần Trị Hoàng đế Tán Tăng Thi. Mình chịu không nổi. Ông viết bài thơ hay quá. Ông viết bài thơ nói lên một nỗi khắc khoải của một kiếp người, của một cái vị hoàng đế ở trên một cái cựu trùng, mà những cái nỗi khắc khoải đau khổ khi nhìn thấy cái sự an lạc tự tại của vị tu sĩ nó như thế nào. Thì vâng, thầy xin muốn giới thiệu quý vị về cái ông vua này để cho quý vị biết được rằng là dưới thời Mông Cổ, Phật giáo Tây Tạng nó tồn tại, nó được phát triển và hưng thịnh trên đất Mông Cổ như thế nào cũng nhờ ông vua Thuần Trị này. Đó. Tất nhiên là các đời vua khác, ví dụ vua Càn Long và các đời, nhưng mà trong đó vua Thuần Trị là một cái nhân vật rất nổi bật. Đó. Mà vua Thuần Trị là ai? Là người Mãn Châu, thưa quý vị, giống như lần trước thầy giới thiệu với quý vị là người Mãn Châu. Thì ở nơi đây thầy có giới thiệu sơ qua cho quý vị biết là năm 1651, vị hoàng đế trẻ tuổi là vua Thuần Trị đã cúng thịnh ngài Lạt Ma đời thứ năm Á Vương La Tăng Gia Thổ, lãnh đạo phái Mụ Vàng của Phật giáo Tây Tạng đến Bắc Kinh. Là quý vị biết rằng là thật sự ra thì trước đó quý vị biết là vua Thuần Trị đã tiếp xúc rất nhiều. Vua Thuần Trị đã thậm chí sau này có những câu chuyện mà tỷ dụ như là ngài thiền sứ gọi là Mộc Trần Đạo Mẫn là một người bạn chí thân chí thiệt với vua Thuần Trị. Vua Thuần Trị đã từng lên tầng ở trên núi trên núi chí Ngũ Đài Sơn, lên tầng ở trên đó, và vua Thuần Trị đã từng có một cái gọi là cái khát vọng, một ước muốn là ở lại đó để tu. Đó. Cho nên là vua Thuần Trị là cái người có cái nhân duyên và tiếp xúc rất lớn với các tu sĩ Phật giáo. Thậm chí là trong cái số cuộc đời của ông đó, là các sử sách đã nói rằng là ông luôn luôn mời các vị tu sĩ vào trong cung nội và thậm chí mời các ngài ở lại đó với ông luôn. Để chi? Để ông đàm đạo, để ông học Phật, để ông tham thiền, vân vân này nọ, nương vào cái đức của các ngài. Có một điều ở nơi đây là gì? Ông lại có một cái cảm tình rất lớn với Phật giáo Tây Tạng. Cho nên vì vậy mà năm 1651, một mốc rất quan trọng là ông là cái người mà cúng thịnh ngài Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm là Á Vương La Tăng Gia Thổ Nga Quang Lóc Sang Giác Xô, một vị lãnh đạo của phái Mụ Vàng Phật giáo Tây Tạng đến Bắc Kinh. Quý vị biết rằng là một vị vua mà mời người ta là đến triều cộng nhà vua thôi, nhớ dùm cho thầy, người ta đến triều cộng nhà vua thôi, chứ không có cái chuyện mà vua đi mời người ta đâu. Mà ông là ai? Ông là vua của một nước lớn mà hạ mình xuống để đi mời một vị cao tăng. Mà vị này á, nếu mà làm lãnh đạo phái Mụ Vàng chúng ta thừa hiểu rồi. Vì này là gì? Vì này là tất nhiên là các vị này là toàn là vua của một nước cả. Nếu như ở Tây Tạng thì ngài Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm này là vua thủ lãnh, tất nhiên là lãnh tụ của Phật giáo Tây Tạng, là người lãnh đạo đất nước Tây Tạng. Nhưng mà dù muộn dù không đi nữa, đối với Trung Hoa thì Tây Tạng cũng là một tiểu quốc, quý vị nhớ giúp cho. Nhưng vì lòng kính thành, vì tín ngưỡng của Phật giáo, ông hạ mình xuống để mời. Cái câu chuyện phải đằng sau này này, nó tuyệt vời ở chỗ là ông đã xây dựng một cái ngôi bảo điện rất lớn để cúng đỏ ngay đó. Trời ơi, là quý vị biết rằng là ông đã chuẩn bị như thế nào. Cho nên cái tấm trân trọng của ông dữ lắm. Thì ở nơi đây người ta cho biết rằng là chính nhờ sự giúp đỡ quân sự về phía Cổ Thị Hạng,
của Mông Cổ mà ngài Lạt Ma đời thứ năm này vừa mới thống nhất tôn giáo và các luật thể tục của Tây Tạng. Tất nhiên ngài Lạt Ma, ngài Lạt Ma đời thứ năm này có nhân duyên rất lớn với là Phật giáo Tây Tạng. Vì vậy cho nên ngài đã sang bên Mông Cổ để mà truyền bá Phật giáo và được sự bảo trợ của cái ông vị vua với đại hạng của Mông Cổ, đó là Cổ Thị Hạng. Các hoàng đế nhà Thanh vốn thường xuyên tiếp xúc và bảo trợ cho Phật giáo Tây Tạng, ít nhất là từ năm 1651 dưới thời của Nộ Nhị Cáp Xích. Nhưng cuộc gặp gỡ này cũng có những lý do chính trị của nó. Thì đúng vậy thưa quý vị, phía đằng sau của những cuộc gặp gỡ thì dù muốn dù không đi nữa phải là có những cái ý nghĩa chính trị của nó. Nhưng mà để lột hết những cái gọi là rấu ria về chính trị đâu này nọ, thì quý vị cũng nhớ giúp cho là đằng sau trong cái nội tâm của các vị vua vẫn có một cái niềm tin về Phật giáo. Cho nên vì vậy họ vẫn cung thỉnh các bậc cao đức này đến để họ được học hỏi. Cụ thể là Tây Tạng đang là một thế lực to lớn ở phía Tây đế quốc nhà Thanh, và tiếng nói của chư vị Đạt Lai Lạt Ma rất có ảnh hưởng đến các bộ lạc Mông Cổ. Nhiều người trong số những lãnh chúa Mông Cổ vẫn chưa chịu quy phục nhà Thanh. Quý vị để ý điều này, quý vị để ý điều này. Nhiều người, nhiều vị lãnh đạo trong các bộ tộc của Mông Cổ, quý vị có phần này à? Thầy nhớ lên, thầy có gợi, rồi lại chắc thầy quên rồi. Thôi xin quý vị hoan nghị để chịu khó lắng nghe cho thầy chút, bởi vì là thầy nhớ rồi là chắc lại bữa đi là tỷ giờ giờ rồi. Thầy xin lỗi cái cái bài này thầy đã soạn mấy ngày nay rồi và thầy nhớ là thầy gửi rồi, nhưng mà thôi không sao, thầy quý vị không có thì thôi xin hoan nghị lắng nghe cho thầy chút, hoan nghị lắng nghe. Thì đại khái rằng là thầy sẽ giải thích hơi rõ hơn một chút để cho quý vị có thể hiểu hơn. Thì ít nhất là chúng ta biết được rằng là các hoàng đế của nhà Thánh họ đã thường xuyên tiếp xúc và bảo trợ cho Phật giáo Tây Tạng, ít nhất là từ năm 1621. Trong đó nổi bật nhất là cái cuộc tiếp kiến của ngài, của vua Thuần Trì hoàng đế năm 1651. Có nghĩa là bao nhiêu? 30 năm sau. Từ năm 1621 là bắt đầu các hoàng đế nhà Thánh đã tiếp xúc bảo trợ cho Phật giáo Tây Tạng. Chúng ta đã học phần trước là người Mạng Châu thật sự ra họ cũng bảo trợ, họ cũng ủng hộ cho Phật giáo Tây Tạng. Người Mạng Châu hay dùng một cái nghĩa khác, có nghĩa là triều đình nhà Thanh. Nhưng mà quý vị nhớ giúp cho, dù muốn dù không đi nữa, những vị hoàng đế này họ làm dứt khoát phải có một cái ý nghĩa chính trị phía đằng sau. Đó. Vì vậy cho nên là ví dụ như đương thời lúc bây giờ thì Tây Tạng đang là một thế lực to lớn ở phía Tây đế quốc nhà Thanh, và tiếng nói của chư vị Đạt Lai Lạt Ma rất ảnh hưởng đến các bộ lạc của Mông Cổ. Đúng, chúng ta đã học và chúng ta biết rằng là Mông Cổ hoàn toàn tin vào các vị Lạt Ma Tây Tạng. Mà chúng ta đã biết được rằng là ở phần trước có giới thiệu là các vị hoàng tử của Mông Cổ là thậm chí là lấy tên rồi đổi thành những cái tước hiệu mà giống như các vị Lạt Ma Tây Tạng. Có nghĩa là các vị họ rất thích, hết thậm chí cuồng tín, hết thậm chí có một niềm tin quá lớn về các vị Lạt Ma Tây Tạng. Cho nên là hoàn toàn thay đổi hết. Cho nên nói cái chuyện gọi là các vị Lạt Ma Tây Tạng này họ có một ảnh hưởng rất lớn với Mông Cổ, triều đình nhà Thánh biết rất rõ. Chính vì biết rất rõ điều này cho nên là triều đình nhà Thánh bắt đầu bằng mọi giá phải gì? Phải có một cái mối liên hệ với, hoặc là thậm chí mình dùng cái từ gọi là lấy cảm tình các vị Lạt Ma Tây Tạng. Quý vị hiểu không? Lấy cảm tình để chi? Để các vị Lạt Ma Tây Tạng bắt đầu quy phục, bắt đầu theo về phía mình, thì
Các vị lạc ma này, những vị lãnh đạo tinh thần tối cao mà còn theo bên chỗ nhà Thanh thì phải nói Mông Cổ là cái gì? Các vị lạc ma này chỉ cần nói một tiếng thôi là Mông Cổ phải lắng nghe thôi, đúng không ạ? Đó, đó là cái mục đích mà cái phải nói rằng là triều đình nhà Thanh họ hướng đến. Đó. Thì á, một số các cái bộ lạc của Mông Cổ họ vẫn chịu quy phục nhà Thanh. Và khi mà nhà Thanh họ muốn các bộ lạc hay là toàn bộ cái lãnh thổ của Mông Cổ và những bộ lạc trên đất Mông Cổ phải quy phục nhà Thanh á, thì một trong những cái chiêu để họ có thể họ dùng mà có hiệu quả nhất á, kính thưa quý vị, đó là phải quy phục, phải là có sự tiếp xúc và thân cận với các vị lạc ma Tây Tạng. Cho nên vì vậy mà vị hoàng đế trẻ tuổi Thuần Trì năm 1651, sau 30 năm từ cái ngày mà bắt đầu có mối quan hệ mà tiếp xúc với các vị lạc ma Tây Tạng, thì sau 30 năm vua Thuần Trì đã mở ra một cái gọi là một cái trang sử mới, có nghĩa là mời cái vị Đạt Lai Lạc Ma rất nổi tiếng của Tây Tạng sang triều đình nhà Thanh. Thì kính thưa quý vị, lúc bấy giờ để chuẩn bị chào đón cái vị Phật sống này, tất nhiên là để chuẩn bị mà chào đón, cúng đón cái vị mà Đạt Lai Lạc Ma Phật sống đời thứ năm này ấy, thì như thế nào? Hoàng đế Thuần Trì đã ra lệnh xây dựng một cái ngôi gọi là Bạch Tháp, một cái ngôi tháp màu trắng. Nghe chưa? Một cái ngôi tháp. Quý vị biết rằng là cái này làm cho chúng ta liên tưởng đến điều gì? Quý vị có thấy rằng là những cái hội nghị gọi là thượng đỉnh cấp cao của những các nước ở trên thế giới không? Thì mỗi lần mà những đất nước nào mà tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh đó, họ phải xây dựng những cái tòa nhà rất lớn để mà đón các cái vị nguyên thủ quốc gia, phải không ạ? Thì ở nơi đây cũng vậy. Cái sự kính ngưỡng của vua Thuần Trì với là cái ngài mà gọi Đạt Lai Lạc Ma đời thứ năm, thầy nghĩ nó tương đương như vậy. Xây dựng ngay một cái ngôi bạch tháp ở tại đảo Quỳnh Hoa phía tây bắc của tự Cẩm Thành. Đó. Nhà vua cho xây dựng một cái khu vực riêng luôn. Để gì? Không phải là tiếp kiến ở trong triều đình, không phải là tiếp kiến ở những cái nơi này, mà phải là một cái nơi rất đặc biệt. Đây là một cái sự gọi là sự, vừa thể hiện là sự cung kính, từ tôn trọng và một cái gì đó rất đặc biệt với một cái đấng tâm linh cao cả nhất. Quý vị thấy. Cho nên cái thái độ của một cái triều đình nhà Thánh ấy, mà thông qua cái hoàng đế Thuần Trì ấy, đó là một cái thái độ mình thấy rằng đây là thái độ rất đặc biệt. Vì vậy, sau nhiều lời mời cùng với những cuộc trao đổi với sứ thần ngoại giao để quyết định nơi nào nhà lãnh đạo Tây Tạng sẽ hồi kiến về hoàng đế nhà Thanh. Quý vị biết là cái sự sách họ viết như thế này cũng giống như là những cái cuộc tỷ dụ như là ông Kim Jong Un hoặc là những cái vua như tổng thống của Triều Tiên đó, Bắc Triều Tiên. Mỗi lần mà đến một cái nước nào là phải hồi kiến ở chỗ nào, họ phải đặt vấn đề, phải suy nghĩ, phải tính toán rồi kỹ lưỡng, vân vân này nọ, đâu phải dễ đâu. Thì ở đấy cái điểm đặc biệt nhất là đối với ngài này phải đón ngài ở chỗ nào. Mà trước khi mà cúng thịnh ngài, cúng đón ngài, ở đấy người ta nói rất rõ ra, sau nhiều lời mời cùng các cuộc trao đổi với sứ thần ngoại giao. Bởi vì là vì này ít nhất, thứ nhất là ngài là một thủ lãnh về tâm linh đứng đầu của Phật giáo Tây Tạng. Thứ hai, ngài là người đứng đầu của chính quyền Tây Tạng. Và thứ ba, hoàng đế Thuần Trì kính ngưỡng vị này là một vị Phật sống. Quý vị thấy đó. Cho nên cái thái độ mà tiếp xúc của ông đối với ngài Đạt Lai Lạc Ma hoàn toàn khác. Bởi vậy, không phải là một lần để mà gọi là xin mời ngài sang để viếng thăm, không phải. Mà phải thông qua lời mời nhiều lần mời như vậy. Rồi những cuộc đàm phán giữa các cái sứ thần ngoại giao nữa. Cuối cùng để đi đến quyết định là nơi nào nhà lãnh đạo Tây Tạng, có nghĩa là ngài Đạt Lai Lạc Ma đời thứ năm đó, sẽ hồi kiến về hoàng đế nhà Thanh. Ghê không? Những cái chi tiết như thế này cho chúng ta biết một điều. Quý vị nhớ giúp cho.
Những chi tiết này không hề có với tu sĩ của các tông phái khác. Nhớ giúp cho điều này. Không hề có. Từ lâu nay thầy đọc khá nhiều cái gọi là những văn bản của các vị hoàng đế tiếp kiến với các cái vị tu sĩ. Hầu như là không có chuyện này. Mà ông vua này, ông thuần trị hoàng đế này, ông tiếp kiến với một cái vị mà lãnh đạo của tôn giáo mà phải nói là ông quá trân trọng. Cho nên á, cuối cùng phía Tây Tạng đã đồng ý. Vì thế, cuối cùng phía Tây Tạng đã đồng ý có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái triều đình nhà Thánh á, họ lệ thuộc. Chứ không phải rằng là triều đình nhà Thánh là cái người mà đứng ra làm chủ. Quý vị có hiểu không? Đó. Có nghĩa là bên Tây Tạng nói gì thì bắt buộc bên triều đình nhà Thanh phải nghe. những cái thông tin như thế này cho chúng ta thấy một sự tôn nghiêm, một sự cao quý vô cùng, phải nói rằng là đến tột đỉnh của cái ngài Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Đó. Thì cuối cùng Tây Tạng đã đồng ý và ngài Đạt Lai Lạt Ma đã đến Bắc Kinh vào tháng 1 năm 1653. Đó. Quý vị nhớ giúp cho. Năm 1651, ngài vua hoàng đế Thuần Trị đã bắt đầu viết một cái phong thư cúng thịnh ngài Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng mà mãi cho đến 2 năm sau, quý vị thấy khiếp không? 2 năm sau, 1653, Đạt Lai Lạt Ma mới đến Bắc Kinh. Có nghĩa là sau nhiều lần đàm phán, sau nhiều lần mời, sau nhiều lần đắn đo, và tất nhiên vua Thuần Trì cũng phải lo mà chuẩn bị xây dựng một cơ sở, đó là cái ngôi Bạch Tháp. Thầy nghĩ rằng ngôi Bạch Tháp này không phải bình thường, nó không phải là một ngôi chùa bình thường đó. Và sau đó thì chính ngài Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm này đã cho khắc lên cái tường cung điện Potala ở Lhasa, Tây Tạng, cái khung cảnh của cuộc viện thăm này. Quý vị thấy là một cái cuộc viện thăm rất lịch sử, rất quan trọng. Nó đánh dấu bước ngoặt vô cùng to lớn giữa cái triều đình của Trung Hoa và Phật giáo Tây Tạng. Tất nhiên, bên cạnh đó, quý vị cũng hiểu rồi, Phật giáo Tây Tạng như thế nào, có ảnh hưởng ra sao, Phật giáo Tây Tạng có một cái thế lực lớn, thì kính thưa quý vị, Phật giáo Mông Cổ cũng ảnh hưởng luôn. Đó. Hoàng đế Thuần Trì là một vị vua thấm tín Phật Pháp. Năm 1657, hoàng đế đã cung thịnh chư vị cao tăng đến tiếp kiến tại Hải Hội Tự. Tất nhiên là sau mấy năm mà tiếp kiến ngài Đạt Lai Lạt Ma xong rồi, thì đến năm 1657, lúc đó hoàng đế bắt đầu tiếp kiến rất nhiều các vị cao tăng ở tại một cái ngôi chùa phía nam thành của Kính Sư, có nghĩa là tại cái ngôi chùa Hải Hội Tự. Quý vị để ý giúp cho, là khi tiếp kiến ngài Đạt Lai Lạt Ma, ông xây dựng một cái ngôi Bạch Tháp, từ đích thân nhà vua ra lệnh và điều hành để xây dựng ngôi Bạch Tháp để cúng đón ngài Đạt Lai Lạt Ma ngay tại đó. Còn đến tiếp kiến các vị cáo tăng khác thì tiếp kiến tại ngôi chùa thôi. Quý vị thấy hai cái nó hoàn toàn khác. Ngôi chùa bình thường, đây là ngôi chùa Hải Hội Từ phía nam thành Kính Sư, để mà đàm luận Phật Pháp rất thấm thiết. Thậm chí còn cúng thịnh các vị này vào trong cung nội để giảng đạo. Có nghĩa rằng là nhà vua rất là thích để có dịp để mà tiếp kiến, để hầu chuyện với các vị tu sĩ. Rồi bên cạnh đó là học hỏi Phật Pháp. Và sau những lần tiếp kiến đó, thậm chí là mời các vị đó vào trong cung để thuyết giảng. Cho gì? Cho cung phi mỹ nữ, cho biết bao nhiêu những các vị ở trong triều đình nữa, để cho họ nghe Phật Pháp. Lúc bấy giờ có một nhân vật đặc biệt mà người ta họ có đề khái rằng là trong cái sử sách có nhắc đến, mà ngài này rất nổi tiếng. Đó là một nhân vật tên là Mộc Trần Đào Mân, một vị cao tăng của Tông Lâm Tế. Ngài đã từng đến trụ trì Thiên Đồng Tự ở Ninh Ba. Thế theo chiếu chỉ của nhà vua thì vị này cũng được mời vào ở trong kinh. Quý vị thấy không? Mộc Trần Đào Mấn cũng là vị cao tăng, mà ông này là một, phải nói rằng là trong sự sách và trong cái gọi là những cái câu chuyện mà về thiền, phải nói là một cái nhân vật đương thời lúc bấy giờ đối với thiền môn, ông là một nhân vật xuất chúng. Ngài này là một nhân vật xuất chúng.
Nhưng mà quý vị thấy không? Là khi mà vua Thuần Trì mà đoạn vị này á, không phải đoạn giống như người vị Lạc Ma. Có cái điều mình thấy thú vị ở chỗ đó. Chúng ta đọc những thông tin này và chúng ta sẽ hiểu được rằng là từng cái có từng cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, ở một mặt nào đó chúng ta lại thấy một điểm khác. Đó là đối với ngài Mộc Trần Đào Mất này á, thì nhà vua mới là gọi là bán ra một cái chiếu chỉ là mời ngài Mộc Trần Đào Mất vào kinh. Bởi vì thường thì quý vị biết rồi, những vị nào mà rất nổi tiếng á, thì nhà vua hay để ý. Và thậm chí là hỏi các cái vị gọi là những vị, tất nhiên là những vị sử thần ở phía dưới, là bây giờ trong nước ai là nổi tiếng, vị nào nổi tiếng, mà thậm chí nhà vua là cái người mà thâm thiện Phật pháp thì dứt khoát thế nào phải tìm cho bằng được những vị nổi tiếng để chứ mời vào để tiếp kiến, mời vào để học hỏi Phật pháp, và mời vào để làm chi, mời vào để mà nhờ cái đức của các vị. Quý vị có biết rằng là rất là nhiều câu chuyện của các vị cao đức mà nhiều khi trong cung nội có chuyện. Đặc biệt nhất là khi mà cả nước bị hạn hán. Khi trong nước bị hạn hán hoặc là trong nước bị dịch bệnh. Thì cái việc mà ngày xưa các vị vua phải mời các vị tu sĩ đến. Để làm gì? Để mà hô phong hoàng vũ. Lên trên đàn để hô phong hoàng vũ. Tỷ dụ, trường hợp ngài Không Hải đại sứ của bên Nhật. Quý vị đã nghe ngài Không Hải đại sứ là gì? Là cái vị tổ mà sáng lập ra Chân Ngôn Tông của Nhật Bản. Thì ngài này được vị Thiên Hoàng mời vào trong cung nội để làm chi? Bởi vì đương thời lúc bây giờ nghe nói là hàng hạn và cả một cái đất nước, và nói rằng đất nước Nhật Bản người dân ta thảm như quả. Thì nhà vua bây giờ không còn cách nào hơn, chỉ còn bằng cách là chi? Là tin vào cái năng lượng tâm linh, tin vào năng lượng tu tập của các ngài. Mà đương nhiên quý vị biết rồi, ngài Không Hải đại sứ là một vị phải nói là tu trực. Mà cho đến bây giờ, cho dù ngài đã viên tịch khá lâu, ngài đã ra đi khá lâu, nhưng người ta tin rằng là ở trong cái ngôi chùa, trong tầng cung ở trong núi, ngài vẫn luôn luôn có mặt trong đó. Và hàng ngày người ta vẫn đến dâng cơm cho ngài. Nếu sau này quý vị đến, có dịp mà đến viện thăm cái gọi là cái thánh địa của Chân Ngôn Tông của Cáo Giả Sơn đó, quý vị sẽ biết được cái điều này. Bởi vì cái việc mà ngài ngự ở trong đó, ngài vẫn còn sống ở trong đó, thì kính thưa quý vị, ngài nổi tiếng để nổi mà cái thân thống của ngài rất là phần cũng bởi vì ngài là tu về mật tông. Tất nhiên sau này chúng ta học thì chúng ta sẽ biết rằng mật tông của Nhật Bản nó khác với là mật tông của bên Tây Tạng, chứ không phải là giống nhau đâu. Và mật tông của Thiên Thai Tông cũng khác nhau nữa. Đó, nó có nhiều cái trường phái khác nhau. Tuy nhiên, trở lại vấn đề thêm một nói là ngài Không Hải đại sứ rất nổi tiếng. Thần thông ngài có, đúng phải không? Và ngày xưa ngài đã từng đến Thiên Đồng Từ, nơi mà ngôi chùa của ngài Mộc Trần Đào Mẫn này, đến đó để cầu pháp vì thầy ở tại đó. Thì khi mà ngài trở về nước, ngài rất là giỏi. Thì cái ngài Thiên Hoàng, cái lúc mà hạ hạng như vậy, mới là kiêu sử mang cái phóng thư chịu trị lên và cúng thịnh ngài Không Hải đại sứ xuống tầng ở dưới kinh đô Kyoto, lập một cái đàn rất lớn. Quý vị biết cái đàn rồi, cái đàn không phải là một cái chỗ mà bình thường như thế này, mà họ lập một cái đàn lên cao và ngài ngồi trên đó. Ngài ngồi trên đó, ngài bắt đầu ngài tri tụng thân chủ. Sách vợ và con ghi rất rõ rằng là khi mà ngài bắt đầu tri tùng và hô phóng hoàng vũ là trời đất nó xoay chuyển, các hiện tượng nổi ra, và rồi gió rồi mây vân vân này nọ, và sau đó thì một cơn mưa ập đến. Cái sự việc mà các ngài mà gọi là các vị tu sĩ mà gọi là lên trên đàn để mà làm cái phép gọi là cầu mưa, kính thưa quý vị, sự sách rất nhiều. Phật giáo của Nhật Bản, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam cũng có, Phật giáo của Triều Tiên cũng có. Đó. Cho nên vì vậy mà quý vị biết rằng là cái gọi là cái đức của các ngài lớn
và cái tố của các ngài cũng rất là cao. Cho nên vì vậy có thể rằng là sai khiến các cái thể lực thần linh. Mà chúng ta cũng biết được rằng là một trong những cái mà phải nói là các vị tu sĩ mà có cái năng lực mạnh nhất, chúng ta biết rồi, đó là Phật giáo Tây Tạng, các vị Lạt Ma Tây Tạng. Cho nên đó là lý do vì sao mà quý vị biết là các vị vua Trung Hoa luôn cúi đầu trước các vị Lạt Ma Tây Tạng. Đó. Phải cúi đầu thôi. Đó. Thì trở lại vấn đề thầy muốn nói rằng là đương thời lúc bây giờ thì Mộc Trần Đạo Mẫn cũng là một nhân vật nổi tiếng. Nhưng mà vị này ấy, là lòng thiền sư, chứ không phải lòng vị của tu theo mật tông của Tây Tạng. Vị thiền sư. Cho nên cái thái độ của ông vua Thuần Trì ông tiếp đối xử khác à. Đó. Bởi vậy cho nên là thế theo cái chiếu chỉ mời của vua Thuần Trì, ngài Mộc Trần Đạo Mẫn vào trong kinh đô. Và vào trong đó ở lại với hoàng đế Thuần Trị, kết bàn với hoàng đế Thuần Trị trong 8 tháng trường. Quý vị thấy đó, kết bàn có nghĩa là hàng ngày là cùng tu tập, cùng đàm luận Phật đạo, cùng hành thiền vân vân mọi chuyện với hoàng đế, hay chứ. Đó, thì những vị vua mà quý vị biết là những vị vua ngày xưa thì quyền uy của các vị thì mình nói rồi, nhưng mà họ vẫn để dành những thời giờ quý báu để mà tu tập. Giống như trường hợp hoàng đế Thuần Trị. Cho nên là vì vậy, sử sách vẫn còn ghi rằng là nhà vua đã tôn xưng vị này gọi là Lão Hòa Thượng. Thời này mình nghe chữ Hòa Thượng bình thường, phải không ạ? Nhưng quý vị nhớ giúp cho, ngày xưa mà dùng chữ Lão Hòa Thượng là kinh khủng lắm. Đó là một sự tôn kính tối thượng. Đó là sự tôn kính tối thượng. Cho nên vì vậy mà để bày tỏ cái sự tôn kính của mình đối với một bậc cao đức như thế này, thì vua Thuần Trì đã gọi cái ngài Mộc Trần Đạo Mẫn là Lão Hòa Thượng. Và cả hai để học Phật luận thiền, trao đổi thi từ thư họa rất tâm đắc với nhau. Đó. Trước khi chia tay, vua Thuần Trì, có nghĩa là trước khi hai người chia tay, vì là bạn mà, bạn rất thâm giao. Cho nên là quý vị biết rằng là những người bạn, những người mà đã gọi là bạn như thế này thì quý vị biết rằng là đi vào đi ra trong cung nồi giống như đi ra đi vào trong chỗ không người. Vì sao biết không? Nếu mà đi vào đi ra là phải có thụ lệ, phải lạy, phải vái, phải chào, phải làm đủ các lệ mới bước đi vào trong được chứ. Nhưng mà đối với những vị mà gọi là rất thân thiết với nhà vua thì nhà vua miễn lệ tất cả. À. Cho nên là không cần phải lễ lưỡng chào hỏi gì đó. Và trước khi chia tay thì đích thân vua Thuần Trì đã viết hai chữ gọi là kính Phật. Tất nhiên là kính trọng Đức Phật, kính trọng Phật giáo, bày tỏ tâm cung kính. Để mà tặng cho cái Lão Hòa Thượng Mộc Trần Đạo Mẫn, mà thể hiện cái tấm kính thành đối với Phật Pháp. Thì lúc bấy giờ ngài Mộc Trần Đạo Mẫn đã từng viết ở trong cái bản ngữ lục, tất nhiên là cái bộ sách của mình á, cho biết được rằng vua Thuần Trì đã từng viết cái bức hoành gọi là Sanh Tử Sự Đại. Sanh tử là sống chết, sự đại đó là việc rất quan trọng trong cuộc đời. Ngài ông viết một cái bức hoành với cái việc bức ngang như thế này gọi là Sanh Tử Sự Đại. Cái những cái thông tin này thầy sẽ gửi sao cho quý vị hoan hỷ giúp cho, là thì thầy sẽ giải thích cho quý vị. Thì ông viết mấy chữ đó, khi mà sau này khi học được những cái pháp của Mộc Trần Đạo Mẫn thì ông bắt đầu ngộ ra. Cho nên vua hoàng đế Thuần Trì ông mới ghi mấy chữ là Sanh Tử Sự Đại, có nghĩa rằng là sống chết là việc vô cùng quan trọng. Ông viết trên cái cổng gọi là cổng Phú Trai. Và nơi tường á, ông có ghi hai câu rất hay. Mà hai câu đó sau này người ta hay thay đổi cái ngôn ngữ một chút, và người ta họ dùng để mà gọi là làm cho mọi người phản tỉnh. Đó là hai câu gọi là Mạc Đại Lão Lai Phương Học Đạo, Cố Phần Tần Thì Thiểu Niên Nhân. Thầy tạm dịch đó là chớ bạo đến già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Đó. Có nghĩa rằng là quý vị biết rồi,
Có rất là nhiều người con trẻ và thậm chí gặp thầy, thầy khuyên họ thôi cố gắng sắp xếp thời giờ để mà đi tu nghe, cố gắng sắp xếp thời giờ đến đến chùa nghe pháp tụng kinh nghe. Dạ thưa thầy, dạ thôi chắc để vài chục năm nữa hoặc là vài năm nữa để con lớn lên cái đã, rồi con sắp xếp rồi đến chùa thưa thầy. Dạ bây giờ con bận nhiều chuyện mà cũng chưa đến tuổi già đâu, phải để già mới học đạo thầy ơi. Đó. Mà vua Thuần Trì đã ghi rất rõ rồi đó, là mạc đại lão lái phương học đạo, cố phần tần thì thiểu niên nhân, chớ bạo đến già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tội súng sanh. Đúng vậy. Ra ngoài Big Family mà đi dọc coi là biết à, người trẻ nhiều lắm. Thì cho nên cái việc đó là việc mà phải nói đó là một thực tế. Mà ông vua Thuần Trì đã lấy hai câu này để chi? Để răn cho cuộc đời. Có nhiều vị vua họ không viết những câu như thế này, mà họ viết những câu nói về chính trị, nói về cái này cái nọ. Nhưng mà với những cái con người mà rất là rành về Phật Pháp, thấm đắc về trong Phật Pháp, thì họ lại nói những câu mà mang tính gọi là để phản tịnh, để kích động lòng người, để cho người ta họ giật mình. Đó, thì phải nói những câu này quá hay. Cho nên á, sau này nhà vua có để lại một cái bài mà người ta gọi là Hoàng đế Thuần Trì, Hoàng đế Tán Tăng Thi. Tất nhiên là bài thơ của Hoàng đế Thuần Trì ca ngợi vị tu sĩ. Bởi vì sao? Ông lên trên Ngũ Đài Sơn, ông lên trên mấy cái, những cái ngọn núi mà cao ở bên Trung Hoa, lên những nơi mà chư vị cao tăng ẩn dật tu tập ở trên đó. Thì ông thấy rằng là trời, các vị tu sĩ tu hành ở nơi đây quá giải thoát, quá an nhiên, quá tự tại. Trong lúc đó mình là vị hoàng đế ngồi trên cựu trung nắm biết bao nhiêu quyền hành, nhưng mình đâu được tự do đâu. Cho nên đó là lý do vì sao để lại cái bài thơ. Bài thơ này khá dài thưa quý vị. Có dịp thầy sẽ dịch ra hết toàn bộ cho quý vị nghe, đọc để hiểu. Nhưng mà bây giờ đây thầy sẽ xin giới thiệu mấy cái câu rất đơn giản, mà câu này nó đánh đồng rất mạnh trong cái tâm thức khi đọc đến bài thơ của ông. Thì ở nơi đấy, nhà vua đã lưu lại cho hầu thế một tâm trạng khắc khoải của một kiếp người. Cho dù làm vua với tư cách là người đứng đầu thiên hạ, nhưng được xuất gia học đạo vẫn là chí nguyện và khát vọng từ trong sâu thẳm của nhà vua. Mấy câu như thế này, tiếng Hán của nó là ngã bộ tây phương nhất nạp tự, vi hà sanh tài đệ vương gia, thập bạc niên lai bất tự do, nam chinh bắc thảo kỵ thời hưu, ngã kim tạng thụ tây phương khử, bất quản thiên thu dư vàng thu. Cái gọi là cái khí phách và cái hùng tráng ở trong những câu này nó mạnh dễ sợ lắm. Và thầy tạm dịch ở trong tiếng Việt gọi là tá vốn tây phương một tu sĩ, có nghĩa rằng là gốc của ta thật sự ra là tu sĩ ở phương Tây, có nghĩa là ở bên Tây Phương, có thế giới của Đức Phật Di Đà. Ta tu sĩ chứ đâu phải là đi xuống làm vua ở đấy đâu. Ta vốn Tây Phương một tu sĩ, tại sao, cỡ sao lại sanh nhà đệ vương? Đó. Vì sao vậy? Ông nói tiếp, 18 năm nay chẳng tự do, chính vì sanh vào trong nhà đệ vương cho nên là phải lo chuyện quân sự, lo chuyện nhà nước, lo chuyện đủ thứ, cho nên suốt cả 18 năm trường sống không được tự do. Mà đúng là làm vị vua thì thử hỏi làm sao được tự do đấy, cho dù trên cựu trung mà không được tự do thì thử hỏi con người làm sao mà sống cho nhẹ nhàng an lạc được. Phải không thưa quý vị? Khi nhìn thấy một cái vị tăng, việc vị tu sĩ không là gì cả nhưng mà họ được an nhàn tự do, thì thử hỏi đánh đổi có cần đánh đổi không? Đây là cái khắc khoải của ông. Cho nên ông nói là 18 năm nay chẳng tự do, nam chinh bắc phạt chẳng lúc dừng, ta nay buông thòng tây phương đến, có nghĩa thôi ta nay ta buông hết tất cả, xả hết tất cả, đi về tây phương cho khỏe đó. Chẳng kệ thiên thu với vàng thu. Họ nói là đó là một dứt khoát ông. Và đây chính là một trong những cái đề tài rất là phải nói là rất rất nóng bỏng của những cái nhà sử ký, những nhà triết gia, những nhà tư tưởng sau này, người ta luận bàn về cái con người của Thuần Trì hoàng đế, về những cái tháng ngày mà ông lên học đạo, tu đạo, cầu đạo với các vị cao tăng.
Và hơn thế nữa, cái tâm của ông đã thoát tục như thế nào. Đó, thì chính cái bài thơ này là một cái bài thơ nó nói hết tất cả. Mà phải nói quý vị nhớ giúp cho là từ xưa nay không dễ có một vị hoàng đế nào viết được bài thơ như thế này. Phải nói rằng là phải là một vị mà họ có một cái tấm đắc rất lớn với Phật giáo, một vị có một cái gọi là học Phật và thẩm hiểu rất nhiều về giáo lý Phật giáo mới viết được những bài như vậy. Chứ đâu phải là bình thường được đâu. Mình đọc ra thì mình cứ nghĩ rằng là nó như vậy, nhưng mà thật sự rằng là để có được những ngôn từ này không dễ. Ta vốn Tây Phương một tu sĩ. Đâu phải là ta là tu sĩ ở cõi đời này đâu, không phải. Thật sự ra là ta là kiếp trước, ta là một vị tu sĩ ở cõi Tây Phương. Nhưng mà tại vì sao? Là tu sĩ ở bên kia mà tại vì sao bây giờ bị đòa xuống dưới này để làm vua đây? Đó, ý ông nói là bị đòa, chứ không phải là sướng sống gì để làm vua. Quý vị nhớ giúp cho thầy điều này, phải hiểu cái ngôn ngữ của ông. Nhưng mà ông không hỏi ông bị đòa, bởi vì nói ông vua mà nói bị đòa là người ta cười. Hiểu không ạ? Họ dùng từ độc đạo ở chỗ đó. Đó, cho nên là cỡ sao lại sánh tài nhà đế vương. Cho nên chính vì bị đòa xuống cho nên là 18 năm nay ta có được tự do đâu. Đôi khi người ta muốn giấu những cái điều khổ đau từ trong thâm tâm, nhưng ông thì ông không cần phải giấu nữa. Bởi vì đó là một sự thật của một kiếp người, của những cái trắc trở về một kiếp người. Cho nên vì vậy mà ông mới nói 18 năm nay không được tự do, Nam Chinh Bắc Thảo chẳng lúc nào dừng cả. Cứ đi đánh chỗ này đánh chỗ nọ, không bao giờ mà dừng được hết đấy. Đó, thử hỏi khi đánh chỗ này đánh chỗ nọ, nội điều cuốn khiển tướng, nội mà chứng kiến giết người vậy này nọ, thử hỏi trong lòng có được yên thôi quý vị không? Máu đổ thịt rơi thì thử hỏi làm sao mà mình được yên đấy. Cho nên vì vậy mà thôi, ông dứt khoát nói thôi, ta nay buông thọng Tây Phương đến. Bởi vì ta vốn từ Tây Phương mà đến, đúng không? Đó, thì thôi ta nay ta buông thọng, có nghĩa là cho dầu vương vị, cho dầu tất cả ngai vàng, cho dầu tất cả mọi quyền lực, thôi dẹp hết đi, ta buông hết cho rồi, để cho ta về Tây Phương. Đó, quý vị thấy. Và chẳng kể thiên thú với vàng thú, thời gian bao nhiêu đi nữa không quan trọng nữa rồi. Đó, cái tấm của một vị hoàng đế nhờ ảnh hưởng cái tư tưởng Phật giáo. Và chính quý vị nhớ giúp cho là ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo như thế này, ông mới là cái người có thể là giúp cho đất nước Mông Cổ nó được phát triển. Còn không á, ông là cái người thống trị, một cái nhà thống trị, thì thử hỏi ông đe đâu cởi cổ, và ông tìm bằng mọi cách để mà cho Phật giáo nó không tồn tại, chứ đừng nói giận chứ. Đó, đó thì đó là cái điều mà thầy muốn giới thiệu đến một cái nhân vật rất đặc biệt. Và chính ông là một cái ảnh hưởng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Phật giáo Mông Cổ. Tiếp sau thầy xin giới thiệu đến cái thế kỷ thứ 20 Phật giáo Mông Cổ nó như thế nào. Tây Tạng và Mông Cổ vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết, và vào đầu thế kỷ thứ 20, khi người Mạn Châu Trung Hoa xâm chiếm Tây Tạng vì cuộc xung đột về quyền lợi giữa các đế quốc Anh, Nga, Trung Hoa, Mạn Châu, thì ngài Nga Quan Lobsan Thubten Gyatso Rigyan Choli Namgyal, ngài là vị Đạt Lai Đạt Ma đời thứ 13, đã chạy trốn lưu vong trong nhiều năm tại Mông Cổ. Vì biết rằng là cái vị Đạt Lai Đạt Ma đời thứ 13, ngài đó khi kia ở tại Tây Tạng, nhưng mà do vì những cái vấn đề liên quan đến chính trị cho nên ngài bây giờ chạy đi đâu, chạy qua Trung Hoa không được. Cho nên cuối cùng là ông chạy qua bên Mông Cổ. Thì may mắn thấy Mông Cổ là cái nơi mà người ta rất kính ngưỡng các ngài Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Cho nên vì vậy mà Mông Cổ mở rộng vòng tay để đón chào cái ngài Đạt Lai Lạt Ma này. Với cuộc cách mạng dân tộc Trung Hoa vào năm 1911 và sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh, người Mông Cổ bắt đầu thoát khỏi sự can thiệp của Mạn Châu. Và kính thưa quý vị biết được rằng là khi kia thì khi mà triều đình người Mạn Châu nói riêng và triều đình nhà Thanh mà nói chung mà cai trị Mông Cổ, thì đương nhiên rằng là quý vị biết rằng là
Khi mà họ đã cai trị thì họ sẽ có những cái chế độ hà khắc, đặc biệt nhất là chỉ có riêng Phật giáo họ nới lỏng thôi. À, nhưng mà đến khi mà cái cuộc cách mạng dân tộc Trung Hoa năm 1911 và triều đại nhà Thanh sụp đổ thì chỉ vào lúc đó người Mông Cổ mới thoát khỏi cái ách đô hộ, thoát khỏi ách đô hộ và thống trị của người Mãn Châu. Trong khi vùng nội Mông thì bị quân Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Tôn Dật Tiên, quý vị nghe nghe cái danh của vị này rồi đó, Tôn Dật Tiên là một cái nhà cách mạng rất nổi tiếng. Ông là một nhà tư tưởng rất nổi tiếng của Trung Hoa. À, vùng nội Mông thì bị quân lãnh đạo của Tôn Dật Tiên chiếm lãnh, vùng ngoài Mông vẫn còn dưới sự cai trị của một vị đại hạng Phật sống Bút Khang. Vị này đã kết hôn và có nhiều thê thiếp. Sau này chư tăng ngoài Mông lại bắt chước tấm gương này để giải thích cho việc kết hôn của họ, nhưng vẫn tự xưng mình là tu sĩ. Thì đương nhiên đây là những cái tài liệu, đây là những điều người ta nói, thì rõ ràng rằng là, và đây là cũng là một sự thật. Bởi vì là như trường hợp ngài Phật sống gọi là Bốt Khang, mình nghe thì mình thấy hơi có vẻ là cái gì đó hơi là lạ một chút, là trong khi là ngài Phật sống ông Bốt Khang này, à, cái thầy có hình ảnh của vị này ở trên internet có rất là rõ. Vị này nổi tiếng lắm thưa quý vị. À, người Mông Cổ xem ngài này như là Phật sống, một hiền thân của Đức Phật. Nhưng mà đương nhiên rằng là với cái cuộc sống thường tục của ngài ấy, thì vị này cũng là có lập gia đình, rồi thậm chí là ở nơi đấy họ nói rằng là ngài có nhiều thế thiệp nữa. Cái điều xảy ra thì chuyện đó là chuyện có thể là bình thường, bởi vì ngay cả sau này người ta họ nói rằng là người ngồi có họ không đồng ý với cái chuyện là các vị tu sĩ của Tây Tạng, tu sĩ Mông Cổ lập gia đình. Họ không đồng ý cái chuyện đó và họ phản đối cái chuyện đó. Nhưng mà ngược lại với người Mông Cổ thì người ta lại xem thường cái chuyện đó. Có nghĩa rằng là họ xem cái chuyện đó như là bình thường. Thì đó, đấy là những cái điều mà chúng ta đại khái là những cái thông tin chúng ta học để cho biết, kính thưa quý vị. Vì vậy cho nên có một điều là họ lại ghi như thế này, là sau này chư tăng vùng ngoài Mông lại bắt chước tấm gương này, có nghĩa là bắt chước tấm gương của ngài ngài này, cho nên là lại kết hôn vân vân này nọ. Bởi vậy cho nên là họ lại giải thích là vì sao mà họ làm việc như vậy. Nhưng mà ở nơi đây họ nói rằng là nhưng mà vẫn tự xưng mình là tu sĩ. Hầu hết các tu viện ở ngoài Mông là những cơ sở tôn giáo thuộc phái Cách Lộ, mặc dù cũng có một số tu viện của các giáo phái khác như Tát Ca, Cát Cự và Ninh Mạ. Vào thời điểm đó có hơn 300 tu viện và hơn 70.000 tu sĩ. Quý vị nghe con số kinh khủng không? Những ngôi chùa của Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Mông Cổ, thưa quý vị, trong ngôi chùa đó đôi khi chúng ta có thể nghe rằng là từ 500 đến 1.000, 2.000, 3.000 là chuyện thường. Cho nên là quý vị có thể, thực tế thì mình chưa thấy, bởi vì thầy chưa bao giờ đến Tây Tạng, thường thầy chưa bao giờ đến Mông Cổ. Nhưng ít nhất thầy đã xem cái bộ phim Seven Years in Tibet, hoặc là Kundun, hoặc là Little Buddha. Thầy nhìn thấy một vài cái đoạn thước phim ngắn về những cái hình ảnh của các vị tu sĩ, các em nhỏ ở trong những cái tu viện của Tây Tạng. Mà những tu viện đó có thể là ở Ấn Độ hoặc Tây Tạng thì không rõ. Nhưng mà mình cũng biết rằng là con số rất đông thưa quý vị, số đông lắm. Thì bởi vậy cho nên là nếu mà nghe được, nếu mà chúng ta thấy cái số lượng gọi là hơn 300 tu viện và hơn 70.000 tu sĩ thì phải nói là con số này lớn lắm. Nhưng mà đối với thầy nghĩ, đối với cái Mông Cổ, đối với Tây Tạng thì con số này bình thường. Chư tăng có phải Cách Lộ sang viện thăm Tây Tạng để học cao hơn, thường đến tru viện Triệt Bàn Tự. Mặc dù một số thì đến những cái căn nhà gọi là Khâm San, đặc biệt ở Cam Đan Tự, Sắc Lạp Tự và Trác Thập Luân Bộ Tự. Mặc dù ở đó có một vài hành giả nữ đang tu tập theo truyền thống gọi là chót. À, một cái điều phải nói rất là thú vị khi chúng ta đọc đến điều này. Ở trong Phật giáo Tây Tạng ấy, quý vị thấy rằng là ở tại đấy, ngay tại Mỹ đấy, một nơi, một vài nơi mà sinh hoạt ấy, thì thậm chí quý vị thỉnh thoảng có thể thấy một vài cái sư cô người Tây Tạng, hoặc là sư cô mà họ tu tập theo kiểu của Tây Tạng, phải không ạ? Nhưng mà ở nơi đây thì người ta nói như thế này rằng là
ở tại cái đó thì vẫn không có cái truyền thống chư ni và thậm chí không có cả cái sa di ni. Đó là vào đầu thế kỷ thứ 20, thì bây giờ nó đã thay đổi. Tuy nhiên, ở nơi đây có là mặc dầu ở đó có một vài hành giả đang tu tập theo truyền thống gọi là chót, tất nhiên là thị thân pháp, có nghĩa là lấy cái thân này, cái pháp mà lấy cái thân này để mà thị cắt ra hoặc là như thế nào đó để tu tập. Đó. Thì đây là một phương pháp tu tập thiền định bắt nguồn từ Phật giáo Đại Thừa, rất thịnh hành trong Mật Tông và Phật giáo Tây Tạng. Phương pháp tu hành này vốn xuất phát từ trong kinh Bát Nhã, kết hợp với phương pháp tu hành của học phái Trung Quảng và Mật Tông nhằm cắt đứt từ ngã. Đó, thì ở đó là có một số các vị tu sĩ nữ đang tu tập theo truyền thống chót này của một vị gọi là nữ Mật Tông Tây Tạng rất nổi tiếng, đó là bà Majit Lapron. Vì sự ảnh hưởng to lớn của ngài Bán Thiền Nạt Ma đời thứ tư, những tu viện Mông Cổ trên khắp lãnh thổ đất nước này cũng như Amdo cũng đều có một cấu trúc tương tự với tu viện của chùa Trạc Thập Luân Bộ Tự. Các tu viện có những trường học riêng để đối luận và thực hiện các nghi lễ Mật Tông. Vâng, thì kính thưa quý vị, nếu nói về Phật giáo Tây Tạng, nếu nói về Phật giáo Mật Tông thì Tây Tạng và Mông Cổ hầu như gần giống nhau. Cho nên là trong các cái ngôi chùa như vậy á, thì họ có những cái cơ sở để mà cho chư Tăng thường đối luận với nhau. Tất nhiên là hai bên là tranh luận về Phật học. Mà quý vị biết là khi họ tranh luận thì chúng ta xem trong những bộ phim giống như họ quản lộn nhau. Phải không? Quý vị có biết đó không? Thầy họ vỗ tay làm đôi dữ lắm. Cho nên họ có những cách mà nó rất là hay. Mà những cuộc đối luận đó nó rất là, phải nói rằng là mình mà hiểu được á, kính thưa quý vị, nó hay vô cùng. Cho nên mỗi cái truyền thống nó có mỗi cách khác nhau. Đó, mỗi cách mà nhiều khi nếu chúng ta có cái dịp để tiếp xúc, để học hỏi, phải nói rằng là nó thú vị vô cùng. Thì vì vậy đối với những cái ngôi trường này á, nó vẫn tồn tại và họ hình như là rập khuôn của Phật giáo Tây Tạng vào trên đất Mông Cổ. Sau đó, những ngôi chùa nhỏ trong những tu viện này dành cho việc tu tập thần linh riêng biệt, cống hiến đặc biệt cho y dược, thời luân, rồi thì và chiêm tinh học tự vi. Kala Chakra đặc biệt rất phổ biến, có liên quan đến vương quốc Shambhala vốn do các vua Phật giáo cai trị. Tương truyền là tòa lạc ở phương Bắc, vì chiêm tinh học và ý dược có mối liên hệ mật thiết với việc tu tập pháp môn thời luân, cần phải nhấn mạnh nhiều về nghiên cứu của họ hơn là ở Trung ương Tây Tạng. Bắt chước kiểu mẫu của vùng Amdo và Nội Mông, vì Bán Thiền Lạt Ma đời thứ 6 đã cho kiến lập một trường học Kala Chakra tại tu viện Trạc Thập Luân Bộ Tự. Vào giữa thế kỷ thứ 18, ngài Sumba Khenpo Jesepalo, một vị cao tăng phái Cách Lộ, học giả Mông Cổ ở Amdo, đã làm cho ý dược và thuật tự vi Tây Tạng thích nghi với cỏ cây và thời gian của Mông Cổ. Như vậy đã làm phát triển biến thể độc đáo của Mông Cổ về hai nền khoa học của Phật giáo Tây Tạng. Người Mông Cổ rất nổi tiếng về học vấn. Họ đã trước tác một số lượng lớn những luận thư mang tính học thuật, hầu hết bằng tiếng Tây Tạng. Mặc dù một vài luận thư giống như Bồ Đề Đào Thử Đề Luận thì lại được viết bằng tiếng Mông Cổ. Cho nên quý vị biết rằng là Phật giáo Tây Tạng được truyền vào Mông Cổ phát triển rất mạnh, và sau này các cái chùa chiền, các cái nơi nó phát triển thì phải nói rằng là phần lớn cái gọi là hình thái ở phía bên ngoài của Phật giáo Mông Cổ giống như Phật giáo của Tây Tạng. Vâng, thì thưa quý vị, thầy cũng được xin được dừng ngang đây và kính chúc tất cả quý liệt vị một đêm an lành. Nam Mô A Di Đà Phật. We'll be right back.